Khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2022, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm, sinh năm 1954, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình. Thành phố Ninh Bình về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng, sinh năm 1985 đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị Thêm, sinh năm 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp tại nhà. Ngay sau khi nhận được tố giác, công an tỉnh đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra. Kết quả bước đầu xác định, thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Dũng đã có vợ, có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thêm, đã có chồng, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình, khoảng hơn một năm trở lại đây. Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2022, chị Thêm đến nhà chị Phạm Thị Tuyết là chị gái của Dũng, tìm, trả đồ cá nhân của Dũng, để tại nhà thuê trọ để về thành phố Tam Điệp làm nhưng Dũng không đồng ý. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Dũng đã giữ chị Thêm ở lại nhà không cho đi, chỉ có Dũng và chị Thêm ở tại nhà. Đến khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Thêm đến khi nằm im, ngừng thở rồi nằm cạnh xác chị Thêm. Đến sáng ngày hôm sau, Dũng đem thi thể cho vào nồi, dùng để nấu bánh trưng, rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Theo đó, đến trưa ngày 25 ngày 3 tháng 2022, Dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào hai thùng nhựa, có sẵn tại nhà, kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ. Đến ngày 27 tháng 3 năm 2022, bố đẻ của Dũng về nhà chị Tuyết, ở cùng nhà, phát hiện Dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường. Thấy xe mô tô của Thêm nhưng không thấy người đâu. nghi ngờ Dũng đã giết chị Thêm nên đã đến cơ quan công an để trình báo, đồng thời khóa trái cửa để phòng Dũng bỏ trốn cơ quan công an tỉnh đã tạm giữ đối với Phạm Văn Dũng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Khi bị bắt Dũng mặc áo màu ghi xám quần ngô trắng đi đôi dép tổ ong màu đỏ. Khi đối chất với công an thì hút thuốc liên tục. GMCNOVK24H sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến quý anh chị em. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.